Dạ xin kính chào quý cô chú anh chị em. Hôm nay shop Lê Quốc Đồ Xưa xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị em là cái bàn cù lá. Cái bàn cù lá này là gọi là bát giác tám cạnh á, nó có 8 cái cạnh đó. Đây là toàn bộ dàn khung phía dưới là bằng gỗ cẩm lai hết, cẩm lai toàn bộ. Nó gồm có 4 cái trụ nhỏ và 1 cái trụ lớn ở giữa. Bàn này rất chắc chắn ha. Bàn này dạng như bàn nhỏ nha quý cô chú anh chị em. Đó, nó gồm đây 4 cái trụ nhỏ. Cù lá đục tay rất đẹp ha, đục rất là sâu. Đó, trụ rồi toàn bộ cẩm lai hết đó, cẩm lỗi nha. Cái này là tại vì trong trong kho shop chưa có đem về nên nó còn bụi. Hôm nào về shop sẽ quay kỹ lưỡng hơn cho quý cô chú chị em xem, chiêm ngưỡng lại những cái bàn rất là lâu rồi, xa xưa, những nghệ nhân xưa nó đục rất là đẹp. Đó. Quý cô chú thấy người ta nghệ nhân xưa đục rất đẹp ha. Giữa trụ cẩm lai nó đục những cái mũi bần xung quanh rất đẹp, trụ đặc nha. Đó. Cẩm lai hết, chỉ có cái mặt là gõ thôi. Đó. Bàn bát giác 8 cạnh. Có 8 cái cạnh đây, gọi là cái bàn rất là lạ ha. Cái bàn này thì gõ đỏ rất là liền lạc ha. Gõ đỏ rất đẹp. Hôm nào shop sẽ quay lại kỹ lưỡng, lau chùi sạch sẽ, quay cho quý cô chú anh chị em chiêm ngưỡng. Đó. Cái bàn này rất là phù hợp cho để cái góc nhà, để hai ghế hai bên. Cái này, cái mặt 8 cạnh này là 87 đó. Chiều cao là 78. Bàn 8 cạnh rất lạ ha, cù lá 8 cạnh đục rất sâu. Mặt bàn thì khỏi nói rồi, rất là dày nha. Chiều cao thì 87. Bàn cù lá 8 cạnh. Cái bàn như vậy là Đức cũng rất được đáng sưu tầm. Quý cô chú anh chị em nào mới vào xem kênh, nhớ đăng ký, chia sẻ cho mọi người cùng biết đến. Shop thành thật cảm ơn rất là nhiều. Anh em nào mới vô xem thì nhớ đăng ký cho shop. Shop thành thật cảm ơn. Bàn cù lá 8 cạnh này rất là hiếm nha. Đó, anh em sưu tầm những cái bàn như vậy trên thị trường có 102 nha, rất là hiếm. Đó, dày. Cái mặt bàn đục mốc rất đẹp. Cái bàn này shop giao lưu là 45 triệu. 45 triệu bàn 8 cạnh nha. Đó, khung cẩm lai toàn bộ 100%. Đó, đục sắc nét. Những mũi bần rất đẹp ha. Cuối video clip, cảm ơn quý cô chú anh chị em đã xem hết clip này. Kính chúc quý cô chú anh chị em sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc.